Xin chào các bạn, video hôm nay mình sẽ đọc cho các bạn chương 8 đóng phim Trời Xanh tham gia hoạt động xã hội theo lời kể của Lưu Vệ Hoa, mẹ của Lưu Dược Đình trong cuốn Em phải đến Harvard học kinh tế. Nếu hỏi chúng tôi đã bao giờ dập tắt niềm say mê hứng thú chính đáng của Dịch Đình chưa? Xin thưa là có. Đó chính là chuyện chúng tôi luôn ngăn cản Dịch Đình đi vào con đường nghệ thuật. Chúng tôi cho rằng nghề này có được sự thành công phần lớn phải dựa vào người khác, phải dựa vào một sự ngẫu nhiên. Chúng tôi không muốn thấy con tôi phải có một kết cục không được sáng sủa như nhiều diễn viên cũng đã từng nổi tiếng một thời, đến khi nhan sắc đã tàn phai, phải đi làm các nghề khác trái với sở trường. Nhưng chúng tôi luôn coi trọng mọi cơ hội đến với Dịch Đình. Chỉ cần có thể giúp Dịch Đình mở rộng tầm mắt, rèn luyện tài năng là chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho Dịch Đình tham gia. Càng biết nhiều, hiểu rộng, vốn sống và kinh nghiệm càng nhiều, khả năng chống lại những cám dỗ thấp hèn càng mạnh, càng đảm bảo cho cháu tránh được những sai lầm có hại cho lợi ích lâu dài của cháu. Vì vậy, khi nhận được điện thoại mời Dịch Đình tham gia đóng phim truyền hình, chúng tôi đã không từ chối. Có duyên với điện ảnh. Chuyện Dịch Đình được chọn đóng vai cô gái chủ tịch thành phố trong bộ phim truyền hình nhiều tập Trời Xanh có thể nói là một sự may mắn ngẫu nhiên. Trước khi đoàn làm phim Trời Xanh đến Thành Đô, trong một buổi dạ hội mừng lễ Giáng sinh được tổ chức tại ngoại ô thành phố, ông Trần, trưởng ban văn nghệ đài truyền hình Tứ Xuyên đã tình cờ gặp Dịch Đình và một giáo sư người Mỹ đang giảng dạy tại trường chuyên ngữ Thành Đô. Họ đang nói chuyện với nhau khá vui vẻ, còn chụp cả ảnh lưu niệm nữa. Ông Trần rất thích tấm ảnh này, thường mang theo bên người. Vào tháng 2 năm sau, khi Hương Mai còn phảng phất ở Thành Đô, hoa hải đường rực rỡ khoe sắc, đoàn làm phim đài truyền hình Trung ương do đạo diễn nổi tiếng Chu Hoàn dẫn đầu từ Bắc Kinh về tới Thành Đô. Người phương Bắc về đến đây họ sợ nhất là mùa đông ở Thành Đô, ngoài trời trong nhà lạnh như nhau. Vì vậy, ông Quách, chủ nhiệm phim, một con người khôn ngoan, khi đi tiền trạm, ông tìm hiểu ngay khách sạn sửa điện lực Thành Đô. Ở đây, từ phòng bình dân đến phòng cao cấp đều có lò sưởi. Thế là cả tầng 5 và tầng 6 khách sạn này đã được đoàn làm phim thuê bao trong 3 tháng, trở thành đại bản doanh của đoàn trong suốt thời kỳ quay bộ phim Trời Xanh tại Thành Đô. Một hôm, đạo diễn Chu Hoàn nói với ông Trần, trưởng ban nghệ văn nghệ đài truyền hình Tứ Xuyên, đoàn làm phim đang muốn tìm một nhân vật đóng vai Tiểu Băng, con gái chủ tịch thành phố Hoàng Giang Bắc. Ông xem ở Thành Đô này, trong số những người quen biết, có cháu gái nào đóng được vai này không? Ông Trần liền nghĩ ngay đến Lưu Dịch Đình. Ông rút trong túi ra tấm ảnh chụp cho lễ Giáng sinh. Ông xem cô bé này thế nào? Đạo diễn cầm bức ảnh ngắm nghiếm một lát nói, được đấy, hình dáng thích hợp. Ông Trần nói với đạo diễn Lưu Dịch Đình khi 5 tuổi đã đóng vai diễn viên quần chúng trong bộ phim do đài truyền hình Tứ Xuyên dàn dựng. Chỉ có điều Lưu Dịch Đình hiện nay còn kém 2 tuổi so với nhân vật Tiểu Băng mà đạo diễn yêu cầu, không biết có trở ngại không? Không sao, ông mau đưa cô bé đến đây gặp tôi, đạo diễn trả lời. Có nên nhận lời hay không? Ông Trần lập tức gọi điện thoại trao đổi với chúng tôi. Lúc đầu tôi nghĩ rằng đây chỉ là một quãng phim, một hãng phim nhỏ nào đấy muốn tìm một cháu bé được thích được lên sân khấu, nên tôi khơ từ. Vì chúng tôi không muốn cho Dịch Đình bước vào con đường biểu diễn nghệ thuật, càng không muốn Dịch Đình phải xuất hiện trên màn bạc với một vai diễn phản diện khiến mọi người chê. Dù có là nhân vật chính, chúng tôi cũng không muốn. Ông Trần vội giải thích, Chu Hoàn là một đạo diễn có tiếng tăm của đài truyền hình Trung ương. Bộ phim truyền hình Hoàng đế cuối cùng của ông ấy vừa rồi được giải nhất trong liên hoan phim toàn quốc. Nhân vật Tiểu Băng, con gái ngài chủ tịch thành phố mà ông ấy mời Dịch Đình sắm vai là một nhân vật chính diện. Hóa ra là vậy, tôi hơi siêu lòng nhưng vẫn chưa trả lời ngay. Tôi đề nghị cho xem kịch bản rồi mới quyết định. Tôi và Hân Vũ đã thức trắng đêm đọc một mạch đến hết đoạn phân cảnh của 19 tập trong bộ phim truyền hình này. Kịch bản đã lột tả thành công cuộc sống đương đại phong phú và phức tạp. Tác giả đã dám nhìn thẳng vào xã hội Trung Quốc với dũng khí của một người cách mạng, vạch trần những hiện tượng xấu xa đang ẩn đục trong xã hội, đề cập đến những vấn đề nóng bỏng mà người dân trong cả nước đều đang quan tâm. Chúng tôi cho rằng đây là một kịch bản hay, hiếm có. Nó còn có ý nghĩa giáo dục khá sâu sắc về tinh thần, cảnh giác, chính trị. Nếu Dịch Đình có thể tham gia bộ phim này, cháu không chỉ có thể đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội, mà còn có thể học được nhiều điều mà không có trong nhà trường. Hân Vũ nói với Dịch Đình, học ở trường chỉ là một phần tri thức của con người, thực tiễn xã hội mới là bài học quan trọng. Khi tôi còn đang lưỡng lự nên hay không nên cho Dịch Đình đóng phim, thì Hân Vũ đã quyết định. Anh ấy nói, đây là cơ hội có giá trị đối với sự trưởng thành của Dịch Đình, nên ủng hộ con tham gia. Chúng tôi tạm thời quyết định,
Nếu thời gian phải nghỉ học để đóng phim chúng không quá một tháng và lần diễn thử không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ chấp nhận cho Diệp Đình được đóng vai Tiểu Băng. Lần đầu gặp gỡ đạo diễn, sau khi điện thoại liên hệ xong, cuối tuần đó Diệp Đình từ trường trở về nhà, vừa ăn cơm tối xong, cháu liền đến khách sạn Sở Điện Lực tìm đạo diễn Chu Hoàn. Gặp được Diệp Đình, đạo diễn và chủ nhiệm phim đều rất mừng. Chủ nhiệm phim nói, mới 14 tuổi mà dáng người đã cao như thế này, rất hợp với vai con gái chủ tịch thành phố. Đạo diễn Chu Hoàn cũng tỏ vẻ hài lòng, được đấy, hình dáng thanh tú, kiểu tóc đẹp, đúng là hình mẫu của một học sinh trung học. Tôi tò mò hỏi đạo diễn, tại sao các anh chọn Thành Đô để quay bộ phim nói về phương Bắc này? Đạo diễn Chu Hàn giải thích, ở bộ phim này nhiều nhân vật nam, ít nhân vật nữ. Những bộ phim có nhiều nhân vật nam, các cảnh thường khô khan, ít hấp dẫn. Nếu quay ở phương Bắc thì phải chờ đến tháng 5 mới có được cảnh đẹp. Còn bây giờ ở đó đang rất lạnh, cảnh vật cằn cỗi, không đạt yêu cầu kỹ thuật. Diệp Đình cũng tò mò hỏi, ở miền Nam có rất nhiều thành phố đẹp, sao bác chỉ chọn Thành Đô? Ông chủ nhiệm nói chen vào, đây không phải là bộ phim đặt hàng nên kinh phí rất là hạn hẹp. Nếu quay ở các thành phố vùng duyên hải như Quảng Châu, Thượng Hải, riêng tiền ăn ở đã quá nặng rồi, còn đâu tiền để mà dựng phim nữa. Đạo diễn Chu cười nói, khi tôi về nhận làm phim này thì nhiều người khuyên tôi đến Thành Đô mà làm. Bạn bè tôi cho rằng Thành Đô phong cảnh đẹp, con người thân thiện, chi phí ăn ở không đắt đỏ, lại vừa là thành phố cổ văn hóa, những công trình cổ kính và hiện đại đều có ưu điểm. Tố chất diễn viên khá cao, ngoại hình nữ giới cũng xinh đẹp, điều kiện về các mặt đều phù hợp với bộ phim Trời Xanh. Do vậy, tôi đã quyết định đến Thành Đô. Đạo diễn Chu giới thiệu sơ qua về nhân vật Tiểu Băng mà Diệp Đình sắp đóng. Diệp Đình tỏ vẻ phấn khởi và tự tin, cháu tin rằng cháu sẽ thể hiện tốt nhân vật Tiểu Băng. Tiếp đó, cháu kể cho đạo diễn Chu nghe về một tiểu phẩm vui đã thực hiện ở trường. Đạo diễn Chu hào hứng lắng nghe, vui vẻ nói với chủ nhiệm phim, tôi thấy cô bé làm được, nó chỉ cần diễn một mình là đủ. Tôi hỏi đạo diễn Chu có thể bố trí thời gian quay cho Diệp Đình tập trung vào một thời điểm không, để tránh làm ảnh hưởng nhiều đến thời gian học tập của cháu, như thế thì mới chắc chắn là nhà trường đồng ý. Đạo diễn Chu nói, vừa hay những phân cảnh có Diệp Đình đều cùng xuất hiện với Đại Minh Tinh Tống Xuân Lệ đóng vai bà mẹ, mà hiện tại Xuân Lệ đang bận đóng phim khác cho nên phải đợi Xuân Lệ trở về tham gia thì mới quay. Tuy nhiên sau này do Xuân Lệ không đến sớm được nên đã quay bằng diễn viên Mục Ninh, người từng đóng vai Hàn Quốc phu nhân trong phim Võ Tắc Thiên. Cho nên thời gian quay chính thức có lẽ không quá 15 ngày. Mọi việc đều thuận lợi như vậy, còn lý do gì nữa để do dự? Cái được và cái mất. Trường của Diệp Đình rất ủng hộ việc này, cô giáo Lý còn cổ vũ Diệp Đình, cố gắng mà luyện tập, cô sẽ bố trí các bạn giảng lại bài cho con. Ban biên tập tạp chí Sân Khấu và Cuộc Sống cũng đồng ý để tôi không phải đến cơ quan làm việc trong thời gian này để có thời gian theo Diệp Đình đi đóng phim, đồng thời cũng nhân đó tìm cơ hội phỏng vấn và làm phim. Sau khi những diễn viên các nơi khác về tập trung đầy đủ, ông Vương Huy, phó đạo diễn, người phụ trách triệu tập diễn viên đã thông báo cho các diễn viên ở nhà, ở Thành Đô giờ ngày giờ tập trung để quay thử. Một phòng họp lớn ở khách sạn được bố trí thêm đèn sáng rực và một máy quay phim. Diệp Đình và các diễn viên khác lần lượt xuất hiện trên màn hình theo dõi. Đạo diễn chăm chú nhìn vào màn hình, luôn miệng ra lệnh cho các đồng nghiệp quay phim và phụ trách ánh sáng tiến gần, lùi xa, quay toàn cảnh, quay cận cảnh. Lúc bắt đầu, Diệp Đình còn chưa được tự nhiên lắm trước ánh sáng chói mắt và những ánh nhìn chăm chú của những người xung quanh. Nhưng khi thấy các diễn viên khác đều rất bình tĩnh, tự nhiên, Diệp Đình cũng đã mau chóng trấn tĩnh được. Tôi rất muốn biết tới đây, Diệp Đình sẽ phải cộng tác với những ai, nên đã khéo léo nhờ phó đạo diễn giới thiệu cho biết diễn viên đó là ai, sẽ đóng vai gì. Qua lời giới thiệu, tôi phát hiện ngoài Cao Minh diễn vai Bí Thư Lâm và Liêu Kinh Sinh diễn vai Hạ Chí Viễn Gia, còn các nhân vật chính khác đều là các diễn viên địa phương, rất ít khi xuất hiện trên đài truyền hình trung ương. Tôi nói nhỏ với ông Vương, bây giờ làm phim người ta thường rất biết lợi dụng tiếng tăm của các minh tinh màn bạc, sao các ông lại không nghĩ vậy? Ông Vương cũng nói nhỏ với tôi, chúng tôi cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Nhưng theo đại ý đạo diễn Chu Hoàn, phim Trời Xanh vốn đã có kịch bản rất hay. Vì vậy, ông muốn nhân dịp này mà giới thiệu tới công chúng cả nước một số khuôn mặt mới, tạo cảm giác mới lạ cho người xem, đồng thời cũng tạo được tiếng tăm cho người diễn. Tôi đồng ý với ý kiến của đạo diễn. Nhớ lại trước đây, khi đạo diễn Chu Hoàn chọn Trần Đạo Minh đóng vai trong bộ phim truyền hình Hoàng Đế Cuối Cùng, lúc bấy giờ Trần Đạo Minh còn chưa có tiếng tăm gì. Tôi lại hỏi, Bắc Kinh là nơi nhân tài như nước, tại sao các ban lại chọn Lê Minh, một nghệ sĩ nhân dân tỉnh Thiểm Tây đóng vai Hoàng Giang Bắc? Ông Vương nói, con người Lê Minh rất có góc cạnh, khán giả đã chán ngấy với cách diễn quen thuộc của một số minh tinh, chắc họ sẽ rất thích cách diễn mới lạ của Lê Minh.
Đúng lúc ấy, Diệc Đình và Lê Minh vừa quay xong bạn thử cùng bước ra. Lê Minh nói, ông rất hài lòng với cô con gái của mình. Nhìn này, đôi mắt của cha con tôi giống nhau đấy chứ. Tôi thực sự chúc mừng Lê Minh đã gặp được dịp may hiếm có này. Lê Minh vừa đắc ý vừa nói, cơ hội này tôi đã đợi lâu lắm rồi. Những lần trước đây tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt. Sau khi đóng phim Trời Xanh, tôi hạ quyết tâm chỉ nhận đóng những phim có kịch bản hay, không kiếm được nhiều tiền cũng chấp nhận. Mới có 2 năm, tôi không biết đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội. Đấy đúng là một vai, đây đúng là một vai diễn để đời. Vẫn chưa đóng phim, nhưng qua ông bố thị trưởng này, Diệc Đình đã được thể nghiệm quan niệm về được mất mà chúng tôi vẫn thường răn dạy cháu. Có được, tất có mất, quy luật bù trừ mà cái gì đáng, đợi thì phải đợi. Hình mẫu sống động. Để làm nổi bật đặc trưng tính cách của ông Hoàng, chủ tịch thành phố trong phim Trời Xanh, vốn xuất thân từ tầng lớp bình dân gắn bó với tầng lớp lao động, cho nên đoàn làm phim chọn một ngôi nhà trong khu dân cư ngoại ô thành phố. Ngôi nhà của ông chủ tịch trong phim chính là nhà bà Tống Thục Phương, nhân viên đã nghỉ hưu của trường đại học Y Hoa Tây. Diệc Đình cứ thắc mắc, ở khu dân cư không lấy gì làm giàu có này, tại sao lại có một ngôi nhà rộng rãi, thoáng mát và thanh nhã đến thế? Tôi gợi ý Diệc Đình, nhân dịp quay phim, con thử tìm hiểu xem sao. Nghe nói Diệc Đình học sinh chuyên ngữ, bà Tống rất vui và đề nghị hai bà cháu nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Qua cuộc trao đổi thú vị đó, Diệc Đình phần nào giải đáp được nhiều thắc mắc trên của mình, cháu đã viết trong nhật ký. Gia đình bà Tống, từ Triều Minh đến nay đã 13 đời, đều là những trí thức có tiếng tăm. Đến bà là đời thứ 14, bà đã tốt nghiệp trường đại học Y Hoa Tây, biết 4 ngoại ngữ và giành được những học phí cao trong các ngành tâm lý học và nghệ thuật cây cảnh. Trước ngày giải phóng, bà dạy tâm lý trong trường đại học Y Hoa Tây. Sau giải phóng, bà chuyển sang làm nghề thiết kế vườn hoa cây cảnh trong nhà trường. Những hồ sen, bãi cỏ, rặng cây râm mát ven đường, những bồn hoa chạy dọc các lối đi, những vòi phun nước, hòn non bộ và rất nhiều tượng đài trong trường đại học Y Hoa Tây đều là những công trình rất tâm đắc của bà. Ngay vườn hoa trước cửa nhà bà cũng do bà tự thiết kế rồi mượn tiền xây dựng ngay từ những ngày mới giải phóng. Giờ đã 80 tuổi, bà vẫn nhanh nhẹn, giọng nói vẫn khỏe. Chồng bà, ông Đỗ Thuận Đức là một tiến sĩ y khoa, học vị cao nhất trong giới y học thời bấy giờ. Qua nghiên cứu, ông đã xác định được đậu mùa là một bệnh di truyền Quảng Châu. Ông đã chữa khỏi cho rất nhiều người, vì vậy ông đã được Mao chủ tịch đích thân tiếp kiến và được Thủ tướng Chu Ân Lai mời tiệc khoản đãi. Con trai bà, kế thừa sự nghiệp của cha, tiếp tục nghiên cứu, đã tìm ra một loại thuốc đặc trị căn bệnh đậu mùa, tỷ lệ khỏi bệnh đạt tới 99%, một cống hiến quan trọng trong ngành y. Vì vậy, cũng như cha, anh đã được Chủ tịch Giang Trạch Dân tiếp kiến và Thủ tướng Lý Bằng mở tiệc khoản đãi. Hiện nay, các cháu trai, cháu gái của bà phần lớn đều đang ở nước ngoài, hai người ở Nhật, hai người ở Canada, hai người ở Mỹ, một người đang ở Australia, họ đều là tiến sĩ khoa học. Bà Tống tâm sự, hiện nay bà sống rất hạnh phúc, tuy rằng tiền bạc không nhiều mà danh vọng cũng không. Tiền bạc, danh lợi chết là hết, chỉ có sản phẩm tinh thần là vĩnh cửu, tồn tại lâu dài. Con cháu bà hiện nay chính là một loại sản phẩm tinh thần của gia đình bà. Bây giờ các cháu bà đã khôn lớn thành tài, bà quả là người hạnh phúc nhất. Đoàn làm phim vốn đã rất cảm kích trước việc làm cao thượng của bà là không lấy tiền thuê nhà kho mà đoàn mượn cảnh để quay. Họ không ngờ bà chủ nhà ăn mặc xuềnh xoàng này lại là một gia đình đại tri thức, nơi tập trung khá nhiều nhân tài của đất nước, mọi người đều tấm tắc thán phục. Thành Đô quả là một thành phố có truyền thống văn hóa lâu đời, trong một ngõ hẻm bình thường như thế này mà có một gia đình giàu truyền thống văn hóa như vậy. Từ đó, hình ảnh của bà Tống đức độ, uyên thâm và từng trải đã trở thành hình mẫu sống động để Diệc Đình mơ ước. Chân thành làm rung động lòng người. Trong khi chờ đợi, phu nhân của ông chủ tịch bà Thượng Băng về đến Thành Đô, đoàn làm phim đã tranh thủ quay xong những cảnh không có bà xuất hiện. Sau khi nữ diễn viên Mục Ninh đóng vai phu nhân của chủ tịch từ Bắc Kinh bay tới Thành Đô, Diệc Đình mỗi ngày hầu như đều phải làm việc vất vả gần 10 tiếng đồng hồ cùng mẹ. Rét tháng 3 ở Thành Đô, mọi người đều phải khoác lên mình những chiếc áo dày, thế mà các diễn viên vẫn phải mặc những bộ quần áo mùa xuân để đóng phim, rét run cầm cập. Diệc Đình đã có tôi chăm sóc, đạo diễn vừa hô dừng lại là tôi đã vội chạy đến khoác lên mình cháu chiếc áo bông dày. Đợi đến khi các chú quay phim chuyển xong máy sang vị trí mới và người phụ trách ánh sáng chỉnh xong đèn, tôi lại vội vã cầm áo bông chạy về chỗ cũ. Diễn viên Mục Ninh thấy vậy cứ tấm tắc khen, trên đời này đúng là chả có ai tốt hơn mẹ thật. Lúc đó tôi mới để ý đến Mục Ninh không hề có áo ấm, đang co do chịu lạnh. Hỏi ra mới biết, trước khi đến Thành Đô, cô ấy hỏi thăm thì thấy bảo ở đây ấm áp, hoa nở rộ nên không mang theo quần áo ấm, chỉ mang theo mấy cái váy. Mấy hôm nay quần áo ấm đều phải mượn của mọi người trong đoàn làm phim.
Ngày hôm sau, Di Đình đã nhắc tôi thêm mang thêm áo ấm cho cô ấy. Đoàn làm phim nhìn thấy đều nói, ồ đúng là quan hệ tốt của mẹ thật và mẹ giả. Tôi cũng cười nói, ai bảo Tiểu Băng có hiếu với mẹ nó thế. Mục Ninh đã tham gia đóng khá nhiều phim truyền hình. Khi đóng bộ phim Tiết Thời, cô ấy từng giành được giải thưởng diễn viên xuất sắc, nhưng có ảnh hưởng lớn hơn cả bộ phim Võ Tắc Thiên mà nghệ sĩ Lưu Hiểu Khánh đóng vai chính. Trong bộ phim này, Mục Ninh đóng vai Hàn Quốc phu nhân, chị gái Võ Tắc Thiên. Có một phóng viên quen biết đoán rằng chắc Mục Ninh phải kiêu hãnh lắm khi được đóng vai này và cứ theo phỏng đoán đó viết ngay một bài báo. Đọc bài báo viết về mình, quả thật cô ấy đã khóc dở mếu dở, từ đó không trả lời phỏng vấn mà cũng không cho ai biết về mình nữa. Lần này cảm động trước sự chăm sóc chân thành của tôi, cô ấy nói, thực tế tôi tham gia đóng vai trong bộ phim Trời Xanh này như thế nào, các chị đều đã rõ, nếu có định viết gì cứ viết đúng như sự thật là được rồi. Qua câu chuyện Dịch Đình đã thấy được người phóng viên thiếu trách nhiệm đã gây tổn thương như thế nào đối với đối tượng mà họ viết, đồng thời cũng thấy được sức mạnh cảm hóa của tấm lòng tận tụy chân thành, tất cả những bài học này đều không có ở trên lớp. Không nên hối tiếc. Bộ phim Trời Xanh được quay ròng rã hơn 4 tháng tại các thành phố như Thành Đô, Đô Giang. Dịch Đình lúc tham gia đóng phim, lúc nghỉ, tổng cộng khoảng gần 1 tháng. Gần 1 tháng trời vất vả khiến Dịch Đình cảm thấy nỗi gian nan vất vả của nghề làm phim. Cảm nhận này đã được ghi lại trong nhật ký của Dịch Đình. Làm phim truyền hình xem ra có vẻ đơn giản, nhưng thực tế rất khổ. Chỉ một cảnh thôi mà phải quay đến 5-6 lần mới được. Riêng chuyện bố trí ánh sáng trong một cảnh quay đã phải mất hơn chục phút, có khi hơn nửa tiếng. Quay một cảnh đi ra khỏi nhà lúc sáng sớm để chiếu trong 5 giây, thế mà phải quay tới 4-50 phút. Điều này đã khiến tôi liên hệ đến việc học tập của mình, cũng có những điểm giống nhau. Học hành vất vả suốt cả một năm trời, đến kỳ thi cuối năm cũng chỉ có mấy tiếng đồng hồ. Học cả 6 năm trung học, thi đại học cũng chỉ trong 1-2 ngày. Mọi sự thành công đều được bắt đầu từ sự phấn đấu lâu dài và thường xuyên. Trong kịch bản cận cảnh, những cảnh thể hiện tình cảm của Tiểu Băng, bà mẹ và chú Mãn Giang chiếm tỷ lệ khá lớn. Vì cả tác giả lẫn đạo diễn đều sợ rằng phim chống tiêu cực thường khô khan cứng nhắc, nếu không đưa những trường đoạn tình cảm mùn mẫn vào, bộ phim sẽ thiếu sức hấp dẫn. Không ngờ sau khi quay xong, xem lại, chính nội dung chống tiêu cực trong phim được các diễn viên thể hiện khá thành công, rất có khả năng thu hút được người xem. Những trường đoạn tình cảm đưa vào nhiều chỗ lại có tác dụng ngược, làm loãng chủ đề. Sau khi bàn bạc kỹ càng, đạo diễn quyết định đành phải cắt bỏ một số đoạn thể hiện tình cảm của Tiểu Băng, bà mẹ và chú Mãn Giang, mặc dù những đoạn này diễn đã khá thành công. Bộ phim từ 19 tập rút gọn lại còn 17 tập, có nhiều cảnh Dịch Đình đã phải đổ khá nhiều mồ hôi và công sức mới hoàn thành được, thế mà vẫn bị cắt bỏ. Sau khi sàng lọc kỹ càng, bộ phim được ra mắt công chúng, khán giả khắp nơi đều nhiệt tình hoan nghênh. Đối với Dịch Đình, có bao nhiêu khán giả còn nhớ đến người đóng vai nhân vật Tiểu Băng, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng hơn cả là tinh thần làm việc không kể ngày đêm, không quản gian khó, không tính thù lao của mọi thành viên trong đoàn làm phim. Dịch Đình sẽ không bao giờ quên được và cũng không bao giờ quên tinh thần hợp tác, giúp đỡ nhau của nhiều ban ngành, nhiều cơ quan đã giúp đoàn làm phim hoàn thành bộ phim chống tiêu cực này, nhất là sự giúp đỡ nhiệt thành của bà con địa phương nơi đoàn đến dựng cảnh quay phim. Thêm một thu hoạch nữa, bộ phim Trời Xanh được phát trên đài truyền hình đã gây nên một làn sóng dư luận trong cả nước. Giờ báo chí ở Thành Đô liền có những bài viết tuyên truyền về những vấn đề có liên quan đến bộ phim này. Dịch Đình cũng được mọi người chú ý đến như một tiểu minh tinh mới xuất hiện. Thời gian đó, đi đến đâu Dịch Đình cũng gặp những ánh mắt hiếu kỳ và hâm mộ, cả những lời thán phục, thầy Uông Hưng Tử. Phó hiệu trưởng trường chuyên ngữ còn công khai biểu dương, hãy như Dịch Đình làm nghệ thuật nhưng không quên việc học tập. Tuy nhiên, Dịch Đình chưa khi nào tỏ ra tự mãn, tự đắc về thành công này. Trong suy nghĩ của cháu, đóng phim chỉ là một dịp để cháu được tham gia vào thực tế xã hội, để học hỏi nhiều hơn về xã hội. Và sau khi tạm biệt đoàn làm phim, tất cả đã trở thành quá khứ. Về việc đóng phim, cháu cũng có những chủ kiến riêng. Cháu đã tâm sự với một người bạn thân, dù thế nào cũng không nên vào cái nghề này, lãng phí thời gian lắm. Quay được một cảnh để chiếu trong một vài phút, thời gian bố trí ánh sáng và máy quay cũng mất đi 1-2 tiếng đồng hồ. Tôi không muốn lãng phí thời gian vàng ngọc của mình vào những việc như thế. Trong thời gian đóng phim, Dịch Đình cũng có nghe được một số chuyện mặt trái của xã hội, cháu đã ghi trong nhật ký như thế này. Hôm nay, nhân lúc rỗi rãi, các cô chú trong đoàn làm phim đã nói chuyện với nhau về những hiện tượng đấu đá, tranh giành của các ngôi sao lớn, ngôi sao nhỏ. Các cô chú kể rằng, để giành được một vai diễn chính trong một bộ phim nào đó, có những diễn viên đã không từ một thủ đoạn nào.
Chủ đề câu chuyện có được chuyển sang cả những gian lận nửa việc ngoài thương trường, có những chuyện a-dua, tham ô, phạm pháp của một vài quan chức hiện thời. Nghe được những chuyện tiêu cực trong xã hội này, tôi càng quý mến môi trường trong lành dưới mái trường thân yêu. Ở đó, ai cố gắng bền bỉ sẽ thành công, ai có ý chí vươn lên sẽ gặp được cơ hội, đều bình đẳng ganh đua, không chịu những ảnh hưởng của các nhân tố khác ngoài xã hội nơi không có sự cạnh tranh công bằng. Tôi cảm thấy cuộc đời học sinh thật là đáng quý. Tôi phải biết trân trọng từng giây phút của Golden Age, những năm tháng vàng son này. Ngoài việc học tập, được khá nhiều tri thức xã hội trong quá trình đóng phim, thu hoạch lớn nhất của Diệp Đình là phát hiện ra tiềm lực học tập của mình vẫn còn rất mạnh. Diệp Đình luôn tận dụng thời gian rảnh rỗi trong khi tham gia làm phim để tự học bài vở. Sau khi trở lại trường, Diệp Đình vẫn đứng đầu lớp trong kỳ thi giữa học kỳ. Và điều đáng mừng hơn là trong thời gian đóng phim, Diệp Đình vẫn tranh thủ tham dự cuộc thi kiến thức vật lý bậc trung học cơ sở toàn quốc. Kết quả là cháu đã giành được giải nhì. Vừa rồi mình đã đọc cho các bạn hết chương 8. Video sau mình sẽ đọc cho các bạn tiếp tục chương 9, giai đoạn phổ thông trung học dần dần trưởng thành. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.